Thưa quý vị, sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý cho dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi. Có hơn 100 đại biểu đến từ các tỉnh khu vực phía Nam tham dự hội thảo. Phát biểu khai mạc hội thảo, Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Nguyễn Ngọc Sơn cho biết, tại kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo luật tài nguyên nước sửa đổi với 10 chương 63 điều. Sau khi họp, cơ quan thẩm tra đã phối hợp với cơ quan chủ trì soạn thảo, ra soát tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo để chuẩn bị cho hội thảo này. Chia sẻ về việc để luật tài nguyên nước sửa đổi sớm đi vào cuộc sống, Ủy viên thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Ngọc Sơn nhấn mạnh, ngay sau khi được Quốc hội thông qua, thì nhất thiết phải giải quyết triệt để những mâu thuẫn trồng chéo bất cập đã phát hiện trong thời gian qua để xây dựng các quy định cụ thể rõ ràng, khả thi, phù hợp với cuộc sống, phù hợp với thể chế kinh tế thị trường, phù hợp với thông lệ quốc tế bảo đảm minh bạch thống nhất đồng bộ trong hệ thống pháp luật